Cũng trong tuần này sẽ có một số người được nhận thêm 600 Mỹ Kim trợ cấp thất nghiệp. Một số người sẽ bắt đầu nhận thêm tiền trợ cấp thất nghiệp sớm nhất là trong tuần này, tùy thuộc vào nơi họ cư ngụ. Các tiểu bang đang bắt đầu phân phát số tiền trợ cấp thất nghiệp cao nhất lịch sử trong gói viện trợ kích thích kinh tế 2.2 ngàn tỷ Mỹ Kim của Quốc hội. Gói viện trợ bao gồm có khoản tăng tiền trợ cấp thất nghiệp thêm 600 Mỹ Kim một tuần, trong tối đa là 4 tháng. Trong số nhóm người được ưu tiên có người thất nghiệp ở New York là tâm đại dịch ở Hoa Kỳ, nhưng dần dần những người thất nghiệp ở hầu hết các tiểu bang sẽ nhận tiền đúng hạn. Các tiểu bang phải đợi cho đến khi Bộ Lao động Liên bang ban hành hướng dẫn về các khoản trợ cấp bổ sung được chính phủ liên bang chi trả hoàn toàn. Hướng dẫn đó đã được đưa ra vào cuối tuần qua, một tuần sau khi dự luật được thông qua. Chương trình trợ cấp thất nghiệp được mở rộng thêm cho người ký hợp đồng độc lập, lao động tự do và tự làm chủ, những người thường không đủ điều kiện ở nhiều tiểu bang, mặc dù được mô phỏng theo chương trình hỗ trợ thất nghiệp thảm họa thiên tai hiện có. Nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn đối với nhiều tiểu bang vì họ thường không trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người có hợp đồng độc lập và tự làm chủ. Giờ đây đã được liên bang hỗ trợ. Ở tiểu bang Georgia, phát ngôn viên Kersha Cartwright của Bộ Lao động Georgia cho biết, tiểu bang này sẽ là nơi đầu tiên bổ sung thêm 600 Mỹ Kim, đính kèm với mọi khoản thanh toán mà một nhân viên bị sa thải đến kỳ hạn được nhận mỗi tuần. Khoản thanh toán bổ sung này cũng áp dụng cho phần trợ cấp của tuần trước và sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 7. Khoản thanh toán 600 Mỹ Kim một tuần được thêm vào sẽ dành cho bất kỳ ai có đủ điều kiện theo các quy định mới.